Rồi quý vị ơi, 569 một cây linh sam song hình với một cây keo thái nha. Rồi hai cây là 270 bao ship nha quý vị. Rồi đây nè, cây keo thái này nè. Đó. Đó, đây nè. Rồi. Rồi, đó. Đây. Rồi một cái keo thái nha. Keo thái này nó ra cái đọt rất là đẹp nha quý vị. Thằng Bi làm gì vậy Bi? Mệt quá. Nè, nó ra cái đọt nó lá nó ngộ lắm nha quý vị, nó nhiều màu lắm, nó năm màu luôn nha, màu xanh, màu trắng, màu cẩm thạch, màu đỏ gì tùm lum hết trơn luôn nha, nhiều màu lắm, năm màu lận á, cái lá năm màu lận á. Rồi, thứ hai là một cái cây, một cái rễ linh sam quái luôn nha. Nè. Ông này cũng vô cái tô, cái chén bằng mũ nha, về quý vị chế biến lại vô cái chậu mới nha. Nè, quái chưa? Đó. Rồi bên đây quái nè, cục quái nè, thấy không? Vô cái chậu là đẹp trai lại liền rồi nha. Rồi, kết thúc luôn nha quý vị, 270 ha, hai cây nha. Bán hai cây này tôi cũng lời có 50 ngàn thôi nha quý vị. Để xích ra đây một chút coi. Rồi, kết thúc luôn.